Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính lạy chính phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Con kính lạy các vị Long Thần, Long Thiên, Hổ Miếu. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay với lòng thành kính, con phát danh nguyên dụ Pháp tự nhắc lại về miếu thành tâm thắp nén tâm hương kính lễ bạc lên trước án cứu sinh ban phước ban lộc ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi, tai qua nạn khỏi, bệnh chướng tiêu trừ. Xin ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ cho con. Nguyện niệm một biến Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức hồi hướng cho gia đạo được bình an, vô sự, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ. Và nguyện đem công đức cho bà con cô bác anh chị em nào xem kênh phạm thế tế, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Quẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xa Lợi Tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị xá lợi tử, thị chư pháp công tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố, không trung, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhị thị thiệt thân ý, vô sắc, tinh thương, dị xúc pháp, vô nhãn giới, nảy trí, vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận, nảy trí, vô lậu tử diệt, vô lậu tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc dĩ, vô sở đắc cố, bồ đề tác đỏ y, bát nhã ba la mật đa cố tâm, vô quay ngại cố, vô hữu khủng bố, diễn ly điên đảo, mộng tưởng của cánh niết bàn tâm thấy chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Cổ Tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú Thị Đại Minh Chú Thị Vô Thượng Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Những Thiết Khổ Ách Chân Thiệt Bất Hư Cố Thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú Thức Thiết Chú Giết Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đi Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lợi Ta Bà Hạ Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lợi Ta Bà Hạ Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Hạ Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Tất Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lăng Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lợi Ta Bà Hạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin chứng minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà đậu cho có cái lọc, con thỉnh thêm chai dầu nữa con, để con đi vòng nhà vòng đi cắt miếu, con xịt rồi phụng sự Tam Bảo cúng dường. Nam Mô A Di Đà Phật. Chai này cũng muốn hết rồi, gần hết rồi, xin bà thương bà đậu cho có cái lọc. Con thỉnh bà đậu cho có cái lọc lớn, con thành tâm con thỉnh cha dầu lưu ly cũng như là thỉnh dầu thơm con đi phụng sự Tam Bảo các miếu. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin bà ân điển độ ban cho. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi dắt lại mời tất cả bà con cô bác anh chị em ở trên kênh cùng với giác lợi thành tâm khấn nguyện xin cái lộc ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cái lộc bà ha. Hôm nay xin cái lộc ngày 1 tháng 9 dương lịch năm 2024 nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà. Con pháp danh nguyên dụ pháp tự giác lợi cúi đầu đảnh lễ Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà ngày mùng 1 xuống mai mùng 2 đầu tháng dương lịch ngày 1 tháng 9 ngày 1 tháng 9 ngày chủ nhật. Con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét xin độ ban cho một thể sâm tốt, một thể sâm có cái lọc trùng khớp với Đại Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin độ ban cho một thể sâm tốt, một thể sâm chính xác để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lọc ngày chủ nhật. Đại Tiền Giang, Kiên Giang, đêm có miền Bắc, miền Trung. Xin Đức Thánh Mẫu ban cho một thể sâm cầu được cái tài cái lọc về đầu, về đặc biệt, về trong lô để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lọc ngày chủ nhật. Nam Mô A Di Đà Phật.
xuống thấy sâm bay vô cái túi dắt lại luôn, xuống thấy sâm lắc bay vô cái túi dắt lại luôn à, bà con thấy có cái điểm không à, xuống thấy sâm bay vô cái túi dắt lại luôn rồi, dắt lại không biết úp hay ngửa ha. Nam Mô A Di Đà Phật, đây là số thầy sâm con quay vào trong, con trình lễ à, con xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà à, các vị Long Thần, Long Thiên, Hồ Miếu xin điểm chỉ cho số thầy sâm này về đầu, về đặc biệt, về trong lô, để cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lọc từ số thầy sâm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Tham khảo mua tờ giấy số ngày mùng 1 xuống mai, mùng 2 đầu tháng, ngày 1 tháng 9 bước qua tháng 9 dương lịch, xin bà ân điển bà độ ban cho ai bị tam tai phạm thái tới, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, và xin ban cho cái lọc số thầy sâm này về đầu, về đặc biệt, về Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, về rực rỡ để bà con cô bác trên kênh của con đón nhận cái lọc may mắn từ số thầy sâm lớn ngày đầu tháng. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin bà độ cho số thầy sâm số 1 luôn bà con ơi à, có điềm báo số 1 luôn, số 1 luôn, ngày chủ nhật bà con à, mua số 1 luôn, không ngọt luôn, 801 ha, ngày 1 tháng 9 à, không ngọt luôn ha, 801 không ngọt cho bà con ha à, ngày 1 tháng 9 là không ngọt, bà bỏ vô trong túi giác lợi nè, 01 số 10 nhớ nha bà con, lót số 10 ha, 801 810 nhớ dùm giác lợi nha ha à, 810 801 nha. Bà con nhớ chưa ha, 810 801 nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lợi hôm nay giác lợi xin keo cái bà con cô bác ha, bà bỏ vô túi số thầy sâm vô túi giác lợi nè, 01 ngày đầu tháng xin nhầm số 01 nữa à, còn gì bằng nữa bà con à, xin bà độ cho số thầy sâm 01 có cái độc lớn à, ngày chủ nhật Đại Tiền Giang, Kiên Giang, ngày 1 tháng 9 đêm có miền Bắc miền Trung, xin bà cho con xin được thánh keo số thầy sâm 01 có cái độc cả ba miền. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi được thánh keo thôi bà con ha. Đó, đây ốp ở trong kia ngửa ha, để giặt lại đi vô lại lấy ra đây ngửa ha. Đó, rồi một lần được thánh keo luôn ha, ngày đầu tháng nha, may mắn ha, 01 nha bà con ha, 01 nha, 01 801 giặt lại, đọc lại lần nữa cho tất cả bà con cô bác anh chị em chúng ta, 801 ha, 801 nha, 801 nha bà con cô bác anh chị em ha, bà con lưu ý dùm cho giác lợi 801 ha, cho ngày chủ nhật Đại Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, đêm gói miền Bắc miền Trung, ngày 1 tháng 9 801 nha. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Con pháp danh Nguyên Vũ, pháp tự giác lợi, xin bà độ cho số thầy sâm 01 801 ngày 1 tháng 9 có được cái lộc lớn, về đầu, về đặc biệt, về trong lô, để bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc lớn ngày đầu tháng, mùng 1 số mai, mùng 2 đầu tháng, ngày 1 tháng 9 dương lịch năm 2024. Cúi xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà, xin Đức Thánh Mẫu, Đức Phật Bà đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ ban thuốc lành lộc lớn này đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Nam Mô A Di Đà Phật. Góc quảng cáo, xin giới thiệu tới các bạn một shop quần áo xỉ lẻ rẻ mà lại còn rất là đẹp nữa chứ. Mọi người hãy ủng hộ chị Phượng shop Phượng Hồng nhé. Số điện thoại mình đã ghi trên clip rồi đó. Mô A Di Đà Phật. Con kính lại ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà sơn thần thổ địa, ông bà binh gia binh tướng của bà, xin đèn trời soi xét, xin độ cho số thầy sâm có được cái lộc về đầu đặc biệt, về trong lô, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Cúi xin ông bà chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà đèn trời soi xét, xin từ bây giờ ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc may mắn. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện xin ban phước lành đến cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con. Thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn gặp nhiều điều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật. Số rồi xong là số 36. Số rồi xong là số 36. Số rồi xong là số 36. Nam mô A Di Đà Phật. Số rồi xong là số 36. Số 36. Nam mô A Di Đà Phật. Số rồi xong là số 36. Nam mô A Di Đà Phật. Giáp lại cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác anh chị em đã ủng hộ kênh trong thời gian qua, và cũng xin tiếp tục ủng hộ kênh trong thời gian tới. Nguyện xin ban cái phước lành lực rỡ đến cho tất cả bà con cô bác anh chị em ở trên kênh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chào, chúc tất cả bà con cô bác anh chị em chúng ta bước qua tháng mới ngày 1 tháng 9 dương lịch năm 2024 thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống, làm ăn luôn gặp nhiều điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.